Giờ này chào mấy bác nha. Thì hôm qua đang có trên 180 lên á, thì có bác chốt liền ngay lúc đó luôn. Thì em còn một con nữa. Đấy, đẹp nghe mấy bác nha. Và dòng này thì nó bao bền rồi. Bởi vì nó là một thương hiệu lớn của Mitsubishi, vì xài hai vô lăng nên cái lực cây gen của nó rất là đều máy. Đó, xài rất là bền và rất là bốc. Nó xài hai vô lăng nên là rất là bốc. Cây gen của nó rất là cân đối. Đấy. Nó hai vô lăng, một vô lăng sau và một vô lăng trước. Rồi, ok, không nói gì nhiều thì dòng này quảng cáo nhiều rồi. Để nghe cái hơi này. Thì con này về nó bị bể cái áo này, không phải bể mà hàng Nhật nó cắt ngang đây, cho em cho mấy bác coi, nó cắt ngang đây luôn nên thay cái áo mới. Và cái màu tâm này thì là nó mà là cái màu cam cam này này, em nhìn nó không phù hợp nên là em sơn lại cho mấy bác sơn một chút. Đây cho mấy bác coi luôn, hôm qua là cái áo của nó về là đây này, đây ấy bị Nhật nó cưa này, thấy không? Đấy. Nên là quăng ra thì mấy bác mua được thì chốt thôi chứ không có gì phải ngại ngùng hết. Đọc qua sơn đây này, sơn lại cái tâm này, đây cho sơn này, đây này. Rồi thì nói rõ ràng để mấy bác coi được cân đo đong đếm. Rồi ok, 2 triệu thôi, không có cao đâu mấy bác nhé. Cần này đẹp lắm, cần là bao ngon, tuyệt vời. 2 triệu một con này thì về mấy bác phát thử bị phê. Rồi ok, 2 triệu bao ship nha, bao ship tận nhà. Con này mấy bác để kỹ mấy video trước đó, có một video mà em quay lên cái con mà nó bị cái tem này này, nó bị như này này, là đúng nó đó. 2 triệu thôi, bán cho nó nhanh trôi đi nha mấy bác nha, để tiền còn làm công chuyện khác. Rồi ok mấy bác.